Để có thể sản xuất ra được viên gạch ép không nung thì chúng ta cần đầu tiên đó chính là máy đóng gạch. Nhưng mà liệu rằng một chiếc máy đóng gạch có thể đáp ứng để sản xuất dây chuyền gạch ép không nung lớn hay không thì quý vị cần những máy gì? Trong video lần này, Thu Ngân sẽ mang tới cho quý vị những thiết bị hỗ trợ để sử dụng kèm với dòng sản phẩm máy đóng gạch không nung tới từ công ty Bình Quân. Những thiết bị hỗ trợ này sẽ giúp cho quá trình hoàn thiện dây chuyền của chúng ta như thế nào thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Điều đầu tiên và điều quan trọng nhất mà quý vị muốn tạo ra thành phẩm gạch ép không nung thì chúng ta sẽ cần sử dụng tới dòng sản phẩm máy đóng gạch xi măng tới từ công ty Bình Quân. Dòng sản phẩm này thì quý vị có thể thấy với đa dạng các nguyên liệu khuôn khác nhau từ 4 viên, 8 viên tới 12 viên, thậm chí 18 viên tùy thuộc vào mỗi quy mô hay là mỗi hộ kinh doanh khách hàng mong muốn sử dụng loại gạch ra sao thì công ty Bình Quân đều có thể thiết kế khuôn gạch phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Quý vị có thể sử dụng từ mạ đá hoặc là cát sỏi kết hợp với chất kết dính và xi măng trộn cùng với nước. Từ đó thì quý vị sẽ cho ra được hỗn hợp và đổ vào khuôn ép định hình của máy đóng gạch xi măng. Quý vị có thể quan sát toàn bộ cấu tạo của máy đã được lắp đặt hoàn chỉnh từ động cơ kéo, hệ thống bàn trông và khuôn gạch tới hệ thống đầm rung nén ép gạch chắc chắn. Quý vị có thể kết hợp thêm với hệ thống tủ điện. Đối với những quý vị khách hàng mới sử dụng dòng sản phẩm máy đóng gạch thì sẽ hỗ trợ cho quý vị sử dụng trong công đoạn nâng khuôn và hạ khuôn dễ dàng hơn. Xem kỹ hơn ở phần tủ điện Thu Ngân đã đặt ở đây. Hệ thống tủ điện của chúng ta sẽ gồm có 3 nút. Nút đầu tiên là lên khuôn màu xanh. Nút thứ hai là hệ thống hai đầm rung nằm ở hai bên thân máy. Và nút thứ ba là hệ thống dành cho 3 đầm rung đồng thời để giúp quý vị có thể ép ra viên gạch nén chắc đẹp hơn. Hệ thống tủ điện này thì quý vị sẽ nên mua đi kèm với máy, sẽ giúp quý vị hỗ trợ cho việc hoạt động của máy được dễ dàng hơn. Và phía bên trong tủ điện thì cũng đã được lắp các automat cẩn thận để đảm bảo cho máy hoạt động tối ưu nhất. Quý vị chỉ cần về cấp đầu với nguồn điện 3 pha của quý vị theo dây đã được để sẵn tại đây. Và quý vị hoàn toàn có thể sử dụng máy một cách dễ dàng. Còn đối với những quý vị khách hàng đã có át tổng sẵn, có khả năng tự lắp đặt nguồn điện tại nhà thì quý vị không cần thiết phải mua thêm cái hệ thống tủ điện này, vừa tiết kiệm chi phí vừa rút ngắn khoản đầu tư kinh doanh. Quý vị lưu ý ở đây là cái bộ phận công tắc hành trình cùng với bộ phận tủ điện đi kèm với máy thì cái bộ phận này sẽ được tách riêng so với dòng sản phẩm máy đóng gạch. Bộ phận này sẽ hỗ trợ cho quý vị trong công đoạn vận hành máy gạch lần đầu được một cách dễ dàng hơn. Nhờ hỗ trợ tủ điện thì sẽ đảm bảo an toàn cho động cơ. Hệ thống công tắc hành trình này sẽ giúp và hỗ trợ cho quý vị trong công đoạn kéo khuôn hoặc là lên khuôn không bị quá chạm kịch sàn gây ảnh hưởng và gây ra tiếng động lớn. Từ đó quý vị sẽ dễ dàng vận hành máy. Sau khi sử dụng một thời gian dài thì quý vị không cần nhất thiết phải sử dụng đến cái bộ công tắc hành trình này nữa khi đã sử dụng quen máy rồi. Và khi quý vị đặt mua dòng sản phẩm máy đóng gạch không nung bộ khuôn như quý vị thấy tại đây thì quý vị sẽ được tặng kèm thêm một cái bộ cào để hỗ trợ cho cái quá trình cào và đưa cái thành phẩm xi măng, cái hỗn hợp xi măng mà quý vị đã trộn đi vào cái được dàn đều vào bộ phận khuôn trong của máy. Và ngoài ra thì nói chung là đối với những quý vị khách hàng nào đã kinh doanh máy đóng gạch thì quý vị cũng rõ nhất là ở cái phần giá gỗ để đỡ gạch sau khi ép xong thì mỗi máy thì sẽ chỉ có một cái khuôn như thế này thôi. Và khách hàng của chúng ta khi mua máy thì đối với những người đã kinh doanh thì họ đã biết là họ đã sắm và đóng sẵn nghe khuôn như thế này rồi để quý vị có thể đỡ gạch một cách dễ dàng hơn. Còn đối với những khách hàng chưa biết thì quý vị nên sắm và đầu tư thêm về cái khoản sử dụng cái khuôn đỡ gạch này để hỗ trợ cho việc nâng đỡ gạch một cách dễ dàng. Tiếp theo là một thiết bị hỗ trợ để giúp quý vị có thể rút ngắn quá trình chuẩn bị nguyên liệu đầu vào. Như quý vị có thể thấy ngay bên cạnh Thu Ngân đây là dòng sản phẩm máy trộn. Dòng sản phẩm này sẽ hỗ trợ cho quý vị phối trộn nguyên liệu trong ngắn với tốc độ nhanh chóng, ngắn quá trình chuẩn bị nguyên liệu. Quý vị có thể trộn cát sỏi, xi măng với cả mạt đá cùng với nước. Từ đó sẽ tạo ra hỗn hợp để đưa tới khuôn ép định hình. Từ đó có thể đưa nguyên liệu đầu vào nhanh chóng tới máy đóng gạch xi măng. Dòng sản phẩm máy trộn này sẽ hỗ trợ giúp quý vị tối ưu nhất. Thông thường thì sẽ có giá dao động khoảng tầm từ 30 đến hơn 40 triệu đồng. Thì quý vị sẽ tham khảo để giúp cho cái quá trình hoặc là cái dây chuyền của quý vị được vận hành nhanh hơn, năng suất hơn. Tiếp theo đây là bộ tời mạt. Thiết bị này sẽ giúp cho quý vị hỗ trợ trong quá trình rút ngắn nhân công trong quá trình vận hành.
Ví dụ bộ tờ mặt này sẽ hỗ trợ đưa các cái nguyên liệu đầu vào đi tới thành địa điểm gần nhất. Như ở một số các xưởng hay các nơi chế biến gạch ép không nung thì họ sẽ thường hay đắp núi cát hay là núi sỏi. Việc có thể vận chuyển thành phẩm đó đi đến cái chỗ máy trộn như vừa nãy Thu Ngân vừa giới thiệu thì quý vị sẽ thường tốn rất nhiều nhân công. Nhưng mà với hệ thống bộ tời mạt này và thiết kế sắp xếp dây chuyền hợp lý thì quý vị có thể dễ dàng đưa thành phẩm nguyên liệu thông qua bộ tời mạt đi tới máy trộn một cách dễ dàng. Đây là cái máng để quý vị có thể kéo và đẩy nguyên liệu. Hệ thống máng này sẽ được thông qua một cái dây cáp nằm ở trục xoay ở đây và động cơ sẽ là hỗ trợ cho quý vị kéo và đẩy thành phẩm một cách nhẹ nhàng hơn. Bộ tời mạt mà quý vị có thể đầu tư thêm thì sẽ đã được lắp đặt sẵn với từ hệ thống động cơ kéo tới hệ thống tủ điện và quý vị có thể vận hành dễ dàng. Với mức kinh phí đầu tư sẽ có giá dao động khoảng tầm từ 7 triệu đồng đến 9 triệu đồng thì quý vị có thể xem xét thêm về việc điều chỉnh kinh phí để mình có thể phù hợp chi tiêu với cái hộ kinh doanh hay là cái quy mô sản xuất của mình. Và sản phẩm hỗ trợ trong video ngày hôm nay, sản phẩm cuối cùng đó chính là xe lấy gạch. Xe lấy gạch thì sẽ hỗ trợ giúp quý vị nâng đỡ vật nặng và thành phẩm gạch sau khi được làm xong một cách nhanh chóng và đưa ra phơi khô cứng. Thì quý vị có thể thấy là hệ thống xe lấy gạch này rất là thiết kế rất là đơn giản. Đối với những nơi thì họ cũng có khả năng chế tạo được thì cái dòng sản phẩm này thì quý vị có thể đặt mua thêm hoặc là có thể tự chế tạo. Nhưng công ty Bình Quân cũng đã chế tạo sẵn rồi thì quý vị có thể thoải mái sử dụng và nâng đỡ thành phẩm gạch của mình để hỗ trợ cho quá trình được đóng gắn một cách nhanh chóng hơn nữa. Dạ vâng, thưa quý vị, qua video vừa rồi thì Thu Ngân mong rằng quý vị đã tìm hiểu thêm về một số các thiết bị hỗ trợ khác giúp cho dòng sản phẩm và dây chuyền sản xuất gạch ép không nung của quý vị được tiện lợi hơn nữa. Đến đây thì video cũng đã tới hồi kết thúc. Nếu như quý vị còn ý kiến gì của mình thì có thể liên hệ ngay tới số điện thoại đang được hiển thị phía trên màn hình để nhận về sự tư vấn trực tiếp, hoặc quý vị có thể để lại ý kiến của mình ngay phía dưới phần bình luận, góp ý tới quý công ty chúng tôi và Thu Ngân sẽ giúp quý vị tư vấn trong những video kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.